Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ băng tần 57.3 và 16.10 của VNTV. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối của ngày hôm nay. Và tiếp đến là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và Việt Nam. Kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi cùng với chị Phương Thảo. Và kính thưa quý khán giả, bản tin Hoa Kỳ đã cho thấy vợ của Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành Đô đã bị công kích trên mạng xã hội. Theo như một tài khoản Weibo, thì vợ của Tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở Thành Đô có tên là Jill Mullins đã liên tục nhận được những bình luận xấu nhằm vào chính quyền của Tổng thống Donald Trump và cả cá nhân của bà. Donald Trump là một nhà nhân chủng học và tác giả của cuốn sách về nấu ăn và phu nhân của Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành Đô Jill Mullins sở hữu một tài khoản mạng xã hội Weibo với 590.000 người theo dõi. Những ngày gần đây thì bà thường xuyên nhận được những bình luận giận dữ từ những người dùng mạng xã hội Trung Quốc sau vụ Washington và Bắc Kinh đã đóng cửa lãnh sự quán của nhau. Hàng nghìn tin nhắn đã gửi đến Joan là người sinh ra tại Đài Loan, đe dọa hoặc là cáo buộc bà là gián điệp cho hòn đảo. Bài đăng vào ngày 21 tháng 7 của bà Joan đã chia sẻ về việc bà đã cảm thấy thất vọng vì phải hủy một buổi đoàn tụ gia đình và nhận gần 7.000 bình luận, chủ yếu là những bình luận công kích. Một bình luận đã được 13.000 lượt like đã viết, hãy đi khỏi đây, những gián điệp. Bà không biết chồng bà và người của ông ấy đã theo dõi Tây Tạng và Tân Cương nhiều thế nào ư? Một người khác cũng đã viết, biến đi, đồ gián điệp, tôi sẽ đánh bà nếu bà quay trở lại. Tuy nhiên, thì đây không phải là tất cả những tin nhắn đều chứa thông điệp đả kích. Một số người cũng đã bày tỏ sự cảm thông và ủng hộ. Bị xịt hơi cay vì không đeo khẩu trang ở công viên. Người đàn ông đã bị một người phụ nữ lạ mặt xịt hơi cay trong lúc dùng bữa trưa tại công viên ở San Diego vì không đeo khẩu trang. Ash O'Brien và vợ của một người đàn ông đã bị xịt hơi cay đã đăng video sự việc lên mạng xã hội Facebook. Cô viết trong bài đăng Facebook, đó là tôi đang khóc nấc lên trong video bởi người chồng vô tội của tôi đã bị tấn công mà không có lý do gì. Trả lời phỏng vấn của đài KGTV, O'Brien cho biết là sự việc xảy ra vào chiều ngày 23 tháng 7 tại công viên Dusty Horas ở thành phố San Diego, tiểu bang California. Và lúc bấy giờ thì họ đang đưa chó đi dạo, một người phụ nữ đã bị xịt hơi cay, chồng của cô đeo khẩu trang và cũng đã đến công viên để đưa chó đi dạo. Cô cho hay chúng tôi không đeo khẩu trang nhưng vẫn giữ cách biệt cộng đồng, không có ai ở gần đấy. Và chúng tôi lúc đó cả, đến bất cứ đâu được yêu cầu, chúng tôi đều đeo khẩu trang đầy đủ. Theo O'Brien, thì người phụ nữ này tức giận vì việc họ dùng bữa trưa tại công viên. Bà ấy nói rằng họ không biết việc chính phủ đã ra sắc lệnh cấm mang thức ăn tới công viên. Và sau khi tới bệnh viện, hai người đã đến đồn cảnh sát để nộp đơn kiện người phụ nữ về hành động hành hung của người khác. O'Brien nói, tôi muốn bà ta phải ngồi tù vì tấn công chồng tôi. Tôi rất tức giận vì việc này. Và nhân viên ngoại giao Hoa Kỳ đã phải rời lãnh sự quán ở Thành Đô. Nhân viên lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên đã gấp rút hoàn tất các bước cuối cùng trước thời hạn để đóng cửa vào sáng ngày 27 tháng 7. An ninh đã được thắt chặt bên ngoài lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô, với nhiều cảnh sát mặc đồng phục và thường phục được sử dụng. Hàng nghìn người dân Trung Quốc cũng đã tụ tập tại cơ sở ngoại giao, xem các nhân viên lãnh sự quán Hoa Kỳ thu dọn đồ đạc để chuẩn bị rời đi theo yêu cầu của Bắc Kinh. Vào ngày 24 tháng 7, Trung Quốc đã ra lệnh đóng cửa lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô vào 10 giờ sáng ngày 27 tháng 7 để đáp trả về việc Hoa Kỳ đã ban hành lệnh tương tự với lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Houston, Texas vào tuần này. Các nhân viên lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô sau đó đã gấp rút chuẩn bị cho các hoạt động dọn dẹp và rời khỏi cơ sở. Xe tải chở đồ đạc ra vào khu vực trong hai ngày 25 và 26 tháng 7. Nhân viên ngoại giao Hoa Kỳ cũng dừng rút khỏi lãnh sự quán. Một chiếc xe bus lớn đã đến nơi cơ sở này vào ngày 25 tháng 7 và rời đi vào sáng hôm nay, nhưng không rõ có những ai đã bên trong. Nhiều người Trung Quốc cũng đã tụ tập tại lề đường đối diện, chứng kiến các nhân viên lãnh sự quán Hoa Kỳ rời đi. Trực thăng đánh rơi khí tài 2 triệu đô la. Trực thăng MH-60S của Hải quân đã làm rơi hệ thống rà phá thủy lôi trị giá 2 triệu đô la khi huấn luyện ngoài khơi tiểu bang Virginia. Hải quân vào ngày 24 tháng 7 thông báo đã trục vớt thành công tổ hợp vô hiệu hóa thủy lôi trên không là AN-AQS-235 bị trực thăng MS-60S
thuộc phi đoàn trực thăng chiến đấu của Hải quân số 2 đánh rơi gần cửa vịnh Chesapeake của tiểu bang Virginia hồi đầu tháng. Phát ngôn viên của lực lượng không quân Hải quân Đại Tây Dương là NAFA Jennifer Crack đã cho biết tai nạn xảy ra khi trực thăng vô ý thả hệ thống ANAQS-235 xuống vùng biển ở thao trường huấn luyện. Không có binh sĩ nào bị thương, trực thăng cũng không bị hư hại. Chúng tôi coi đây là một sự việc rất nghiêm trọng và sẽ điều tra toàn diện để xác định nguyên nhân. Hải quân không thông báo công khai về vụ đánh rơi máy móc. Nó chỉ được nhắc đến trong danh sách tai nạn của Trung tâm An toàn Hàng hải NSC và cơ quan chuyên theo dõi những tai nạn lớn của Hải quân và Thủy quân lục chiến. NSC đánh dấu vụ rơi máy bay này là tai nạn nhóm A, tức là tai nạn gây thiệt hại tài sản hơn 2 triệu đô la. Và phát ngôn viên Crash cho biết Hải quân sẽ đánh giá lại xếp hạng sau khi hoàn thành điều tra, cũng như xem xét trách nhiệm của 4 thành viên tổ lái. Và đặc vụ liên bang đã vào lãnh sự quán Trung Quốc. Đặc vụ liên bang và lực lượng hành pháp đưa theo các thợ khóa vào Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston sau khi cơ sở này đóng cửa. Một loạt xe SUV, xe tải và xe chở thợ khóa đã được vào tòa nhà vào ngày 24 tháng 7, khi đám đông quan sát viên và phóng viên theo dõi tình hình từ bên ngoài. Quan chức đã nói với phóng viên rằng Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston liên tiếp có liên quan đến các cuộc điều tra gian lận tại một viện nghiên cứu Texas và cho rằng quan chức Tổng lãnh sự quán Trung Quốc trực tiếp liên lạc với các nhà nghiên cứu hướng dẫn họ về những cái thông tin cần thu thập. Quan chức của Bộ Tư pháp cho biết, chúng tôi tin rằng hoạt động của quan chức Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston là một mô hình thu nhỏ của mạng lưới rộng lớn hơn tại hơn 25 thành phố được lãnh sự quán ở đây giúp đỡ. Các lãnh sự quán đã được hướng dẫn những cá nhân trong mạng lưới về cách trốn tránh và cản trở cuộc điều tra của chúng tôi. Bạn có thể suy ra về khả năng đó là một mạng lưới trên toàn quốc. Mỹ vào ngày 21 tây tháng 7 đã yêu cầu Trung Quốc phải đóng cửa Tổng lãnh sự quán ở Houston trong vòng 72 giờ. Và Bộ Ngoại giao cho biết họ làm như vậy để bảo vệ sở hữu trí tuệ và thông tin cá nhân của người dân Hoa Kỳ. Và kính thưa quý vị, tiếp đến là những bản tin liên quan đến Việt Nam. Tai nạn thảm khốc tại khu vực vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Tính cho đến tối ngày 26 tháng 7, có ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 21 người bị thương trong vụ tai nạn xe ở khu vực của vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình. Truyền thông trong nước loan tin dẫn báo cáo của Bộ An toàn Giao thông của tỉnh Quảng Bình cho biết vụ lật xe chở đoàn khách du lịch xảy ra vào lúc 10 giờ sáng ngày 26 tháng 7 trên đường Sài Gòn, nhánh Tây tại khu vực Trà An của địa phận vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng ở xã Tân Trạch, huyện Phố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, ở trên xe có một tài xế và 39 hành khách đang lưu thông theo hướng Bắc Nam. Và khi đến địa điểm vừa nêu, xe bị mất lái, lật về bên trái vách núi gây ra tai nạn. Có 9 nạn nhân tử vong ngay tại hiện trường, 27 người được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba, Đồng Hới để cứu cấp. Và tại bệnh viện có thêm 6 nạn nhân tử vong vào trưa và chiều cùng ngày. Tin cho biết, tỉnh Quảng Bình đã huy động hơn 150 nhân viên, chiến sĩ thuộc các lực lượng gồm có cảnh sát giao thông, kiểm lâm, bộ đội biên phòng, cảnh sát chữa cháy, v.v. cùng tham gia cứu cấp, cứu nạn và thực hiện các thủ tục để đưa các nạn nhân về mai táng. Và Việt Nam cũng đã thông báo có thêm 2 người đã nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Vào ngày 26 tháng 7, thì tại Việt Nam đã ghi nhận có thêm 2 người nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi và nâng tổng số người nhiễm bệnh trong cả nước lên 420. Theo như Ban Chỉ đạo Phòng chống về dịch COVID-19 của Việt Nam cho biết, cụ thể thì số người bệnh 420 người là bệnh nhân nữ, 71 tuổi, ngụ tại phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Vào ngày 12 tháng 7, thì người nữ bệnh nhân đã bị sốt, đau ngực. Cho đến ngày 22 tháng 7, được đưa vào Bệnh viện C của Đà Nẵng để điều trị. Mẫu bệnh phẩm được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật của Đà Nẵng công bố đã dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 26 tháng 7. Hiện tại thì người bệnh nhân này đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện C Đà Nẵng. Tin cũng cho biết, trước khi được phát giác nhiễm COVID-19, nữ bệnh nhân này đã từng vào thành phố Sài Gòn thăm cô gái ở phường 5, quận 11. Người còn lại là bệnh nhân 419, là bệnh nhân nam 17 tuổi, ngụ tại phường Quang Phú, thành phố Quảng Ngãi. Vào ngày 14 tháng 7, thì bệnh nhân này cũng đã đến Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng của Đà Nẵng để chăm sóc cho người anh đang điều trị tại đó. Trung Quốc tập trận bắn đạn thật tại Vịnh Bắc Bộ trong 9 ngày.
đơn vị 91580 của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA vào ngày 23 tháng 7 đã đưa ra một thông báo cho hay sẽ tổ chức tập trận bắn đạn thật ở Vịnh Bắc Bộ, phía tây của bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc trong 9 ngày, từ ngày 25 tháng 7 cho đến ngày 2 tháng 8. Thông báo cho biết cuộc tập trận bắn đạn thật sẽ diễn ra trong hai đợt ở khu vực. Những địa điểm vừa nêu cũng nằm trong thông báo số là GX0039 được cơ quan hải sự Quảng Tây liên tiếp phát đi để cảnh báo hàng hải về việc phong tỏa ở khu vực của Vịnh Bắc Bộ để thực hiện tập trận. Cuộc tập trận thứ hai diễn ra từ ngày 26 tháng 7 cho đến ngày 2 tháng 8 tại khu vực có bán kính là 8 km. Theo thông báo của PLA, trong các giai đoạn trên tất cả các hoạt động hàng hải và nghề cá ở vùng biển tương ứng sẽ bị cấm. Tàu phải ở lại bến cảng và không được ra biển. Bất cứ ai đi ra biển mà không được phép sẽ phải chịu hậu quả. Và châu chấu tre đã từ Trung Quốc tràn sang Việt Nam và gây nên hại nên nền công nghiệp tại Điện Biên. Trong gần cả tuần này, thì đàn châu chấu tre lưng vàng bay từ hướng biên giới của Trung Quốc sang cắn phá 20 hecta rừng tre và gây hại khoảng 20 hecta nương ngô ở bản Pờ Nhú Khò, Tá Miếu thuộc xã Xín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, với mật độ trung bình là 100 cho đến 400 con trên 1 mét vuông. Báo Trong Nước loan tin vào ngày 24 tháng 7 và dẫn lời của ông Nguyễn Trọng Kính là chi cục trưởng của bảo vệ thực vật tỉnh Điện Biên cho biết, cũng đã cử nhân viên xuống khu vực để theo dõi và khoanh vùng, tiêu diệt đàn châu chấu. Theo như lời ông Kính, thì khu vực tỉnh đã xuất hiện nhiều đợt châu chấu lưng vàng, di chuyển từ Lào từ năm 2015 cho đến nay, nhưng đây là lần đầu tiên có đàn châu chấu từ Trung Quốc sang. Ông cho rằng nguyên nhân có thể là huyện biên giới Trung Quốc đang phun thuốc diệt châu chấu nên chúng đã tràn sang. Báo Trong Nước cũng đã dẫn lời của ông Thảo A Dế là phó chủ tịch của Ủy ban Nhân dân huyện Mường Nhé, cho biết rằng huyện đã nhận được công hàm thông báo từ bên Trung Quốc về việc đàn châu chấu tre di thực. Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á duyệt khoản vay đầu tiên cho Ngân hàng Việt Nam trong lúc căng thẳng trên Biển Đông. Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á do Bắc Kinh đứng đầu đã phê duyệt khoản vay 100 triệu đô la cho Ngân hàng Thương mại VP có trụ sở tại Hà Nội. Đây được xem là một cam kết đầu tiên đối với một ngân hàng Việt Nam khi căng thẳng song phương quốc gia tăng ở Biển Đông. Và tờ Nikkei Asian Review vừa đưa tin vào ngày 24 tháng 7. Trong bản tin đưa ra vào ngày 17 tháng 7, Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á cho biết họ sẽ giúp đỡ tài chính thương mại và tài chính vốn lưu động VB Bank bằng khoản vay mới. Ngân hàng VB, hay còn gọi là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, được đánh giá là một trong những ngân hàng tư nhân quan trọng của Việt Nam. Việt Nam cũng là một trong 57 thành viên sáng lập của Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng và Phó Chủ tịch Hoạt động Đầu tư của Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng DJ Ben Rian cho biết khoản vay này là một khoản tài trợ trung gian đầu tiên của Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á tại Việt Nam và Đông Nam Á. Mục đích khoản vay được nói nhằm giúp đỡ Việt Nam phục hồi sau đại dịch COVID-19. Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á hy vọng VB Bank sẽ tăng khả năng cung cấp tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và tiếp theo, xin kính mời quý khán giả đến với một vài thông tin dự báo thời tiết cho miền Nam Bắc Cali trong ngày đầu tuần. Xin kính chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên mạng tần 57.3 và 16.10. Chúng tôi xin kính mời quý vị đến với chương trình dự báo thời tiết ngày hôm nay. Chúng ta có một ngày thứ hai rất là đẹp trời cho quận Cam, nhiệt độ là 81 độ cho ban ngày và 62 độ cho ban đêm. Trời sẽ có rất nhiều mây, đặc biệt là vào buổi sáng sớm và đến bắt đầu trưa thì trời mới nắng ráo lên trở lại cho quận Cam. Và tiếp đến nữa là tại San Jose cũng tương tự như nhiệt độ cao hơn quận Cam của chúng ta, 88 độ cho ban ngày và 59 độ cho ban đêm. Và trời lại tiếp tục mưa cho vùng Houston, Texas và tuần này sẽ có thunderstorm là áp thấp nhiệt đới. Thunderstorm thì lúc nào cũng mang những cái cơn mưa rất là bất chợt đến với lại vùng Houston, Texas, nhiệt độ là 87 độ cho ban ngày và 76 độ cho ban đêm. Và tiếp đến nữa, qua ngày thứ ba thì nhiệt độ có tăng hơn đôi chút cho quận Cam, tuy nhiên vẫn sẽ có nhiều mây cho lúc sáng sớm, 83 độ cho ban ngày và 62 độ cho ban đêm, kính thưa quý vị. Và tiếp đến nữa là bài ca dao mà chúng ta chia sẻ cùng nhau ngày hôm nay, đó là ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Đây là một bài ca dao nói về cái sự khó nhọc của những người nông dân, của những người đã vất vả một nắng hai sương để có những bữa cơm ngon lành cho chúng ta với lại những hạt gạo thật là thơm ngon.
Và kính thưa quý vị, cho nên là khi mà chúng ta dùng những bát cơm hàng ngày là của Ngọc trời cho, chúng ta mới thấy được cái công sức của những người làm ra nó là vất vả như thế nào. Kính thưa quý vị, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày thật an lành. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã theo dõi những bản tin của ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có một buổi tối thật bình an, thật nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.